Khán giả săn vé xem live show của Hà Anh Tuấn không chỉ để xem hát mà còn để nghe anh nói chuyện và cảm thấy số tiền bỏ ra thật sự quá xứng đáng. Sau hai đêm live show tuy ế vé nhưng lại không thấy thừa ghế nào, thứ đọng lại trong lòng khán giả không chỉ là những giai điệu mà còn là sự tử tế đến từ những cuộc trò chuyện ấm áp giữa những người nghệ sĩ chân chính để mang đến những điều tốt đẹp cho đời. Hôm qua, dưới danh nghĩa của các khán giả, đêm 24 tháng 2, 2023, Dembow và Hà Anh Tuấn đã tự động trích ra 500 triệu để làm học bổng cho sinh viên nghèo ở Ninh Bình và Quảng Ninh. Bất ngờ hơn, ở đêm diễn thứ hai, Hà Anh Tuấn lại thình lình rủ Dembow làm thêm một việc bất ngờ khác. Và ngày hôm nay, nhân danh tất cả các khán giả của đêm 25 tháng 2, anh rủ Đen làm một chuyện. Chúng ta sẽ dành 500 triệu, nhưng dành cho chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Được biết, đây là thời điểm dự án chuẩn bị ngừng phát sóng vì hết kinh phí. Chị Thu Uyên, MC chương trình đã rất bất ngờ vì không được bật mí trước về món quà này. Trước đây, Hà Anh Tuấn cũng đã từng kêu gọi và ủng hộ chương trình 3 tỷ đồng. Số tiền 500 triệu sẽ giúp cả đoàn duy trì thêm được 2 tháng nữa. Trong thời gian đó, sẽ kêu gọi kinh phí từ nhiều nguồn xã hội khác. Khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì? Bây giờ phải khoe nhau là tôi cứu được bao nhiêu người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV. Tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.